Tôi là cây rêu xanh. Chào các bạn, tôi là rêu xanh. Với ai đó tôi chỉ là một cây rêu vô giá trị, nhưng với tôi là cả một bầu trời sinh mệnh, có linh hồn, tình yêu thương, sự sẻ chia. Với ai đó tôi chỉ là một chủ thể đơn sơ trong thế giới này, và họ sẵn sàng dẫm đạp lên tôi với lòng căm phẫn hoặc yêu thương vô tận. Nhưng với ai đó tôi là một đề tài để họ nghiên cứu và tìm hiểu. Họ nâng niu tôi như là báu vật giúp họ chinh phục và tìm ra lẽ thật của cuộc đời họ. Và với ai đó tôi là một chỗ, một nơi để trải nghiệm, chiêm nghiệm sắc màu, vì nhờ tôi đã giúp cho các bạn nước được ở lại lâu hơn. Do vậy, không khí được ẩm ướt hơn và mát mẻ hơn. Với bạn, tôi là ai? Với bạn, tôi là ai thì điều ấy thực sự không quan trọng. Bởi vì tôi sẽ sống hết mình với cuộc sống này, thế gian này. Bởi vì tôi hiện diện ở đây là có lý do và đặc ân riêng đã dành cho tôi giống như bạn vậy. Bạn là một cá thể, chủ thể có thể di chuyển từ chốn này sang chốn khác. Vậy sao? Tôi sẽ không ghen tị khi bạn được di chuyển, còn tôi thì đứng yên. Bởi vì tôi có cuộc sống riêng của tôi, và bạn có cuộc sống riêng của bạn. Vì thế, tôi sẽ không phán xét và chỉ trích bạn đâu. Hơn nữa, bạn chính là người bạn thân của tôi. Vì khi bạn xuất hiện, chắc chắn bạn đã dạy cho tôi điều đặc biệt gì đó. Dẫu tôi có ra đi vì bạn, tôi sẽ không oán than. Vì sao lại oán than chứ? Đó là cuộc sống mà. Nhưng tôi sẽ tin tưởng những điều tốt đẹp nhất đang dành cho tôi vào ngay lúc này. Tôi biết ơn bạn đã ghé thăm cuộc đời của tôi. Rêu xanh gửi đến cuộc sống an lành. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe từ nguồn Awake Motivation. Chúc các bạn một ngày thật là tốt đẹp.